Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Quý vị thân mến, tuần 3 tháng 2 âm lịch nhuận, năm con giáp dưới đây sẽ gặp được vận may về công danh, sự nghiệp và tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp quý nhân, mua hàng thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh đến mỏi tay. Đối với những bạn độc thân, ra đường sẽ gặp được người hợp ý. Còn đối với các cặp đôi, tình cảm của các bạn sẽ thêm phần bền vững và khăng khít hơn. 1. Tuổi Sửu Người tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có khá nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong tuần này. Bạn đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn chớ nên kiêu ngạo quá mức về thành tích của mình. Công việc trong tuần cực kỳ thuận lợi cho những bạn hay di chuyển, đi công tác, đi bán hàng hoặc xuất ngoại, động thì có lợi, tĩnh thì vô công. Có công việc gì mà đòi hỏi bạn phải di chuyển nhiều thì cứ sông sáo mà làm, không phải chịu thiệt thòi nhiều đâu, nên đừng có lo lắng quá. Phương diện tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần, vì thế mà bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội, chỉ cần bạn chịu cố gắng vất vả một chút, cuối tuần bạn sẽ có một túi tiền sủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ tình cảm nhờ được các tình nâng đỡ nên sử sống khá được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè còn thoải mái hơn hẹn hò yêu đương nên thực sự không muốn phát triển phương diện này. Bạn chú trọng tới gia đình mình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ. Bạch hổ hung tinh mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như khi đi lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Tuổi sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 2. Tuổi dần một vài khó khăn xuất hiện ở đầu tuần là động lực thúc đẩy người tuổi dân tiến về phía trước mạnh mẽ hơn bạn không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể công việc đón nhận nhiều tin vui không phải va chạm với những người có năng lực yếu kém nhưng thích thể hiện có một vài khó khăn nhưng điều đó là không đáng kể và bạn sẽ hoàn thành tốt đặc biệt là những bạn nam đang tự lập nghiệp hoặc làm công sở phương diện tài lộc phát triển tích cực nhất vào thời điểm cuối tuần. Vì thế hãy xác định tinh thần là bạn phải vất vả hơn nhiều người khác một chút. Bạn luôn tay luôn chân, chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng, cũng nhờ thế mà đồng tiền đổ về túi ao ao không dứt. Tuần này bạn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý các cặp vợ chồng có cơ hội tháo gỡ các hiểu lầm vào thời điểm giữa tuần như bạn thấy chỉ cần đôi bên thẳng thắn và bao dung cho nhau thì chẳng vấn đề nào là không thể giải quyết từ giờ hãy luôn trân trọng tình cảm giữa hai người tuổi dân nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn kích hoạt tài lộc cầu may mắn bình an đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 3. Tuổi thìn. Người tuổi thìn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong tuần này, bạn hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành bởi đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai, giữ một vị trí đáng ngưỡng mộ. Chuyện tài lộc khá hanh thông khi bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu muốn cải thiện thu nhập bản mệnh có thể sắp xếp thời gian làm thêm chuyện tình cảm cực kỳ thuận lợi người độc thân đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý của người khác giới vì thế cơ hội tìm được nửa kia là cực kỳ cao với các cặp vợ chồng hai người tận hưởng mọi lúc bên nhau quan hệ ngọt ngào đáng ngưỡng mộ tuy nhiên trong tuần này tử vi khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê công tác du lịch Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi tỵ Tiếp nối tử vi, Tuần này tuổi tỵ may mắn nhất là được các tinh chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống. Hãy thở vào nhẹ nhõm vì bạn được phép làm điều đó. Công việc tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Bạn nào có công việc quan trọng muốn làm như đi xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn ngày thứ hai hoặc thứ bảy. Cụ thể hơn nữa là xem ngày tốt xấu. Tuy nhiên, Tuổi tỵ sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác. Đường tài lộc dễ gì hào tổn khi được các tinh nâng đỡ. Con giáp này khá may mắn khi tuần mới không bị mất mát số tiền lớn hay bị hao tài bất ngờ. Song vận may thường đến ở thời điểm đầu tuần nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này. Đường tình cảm nên lưu ý vào khoảng thời gian đầu tuần hoặc gần cuối tuần dễ xảy ra xô xát hoặc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng với nhau hoặc người thân trong gia đình. Nhìn chung con giáp này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bình lặng mọi chuyện. Cũng may là người kia không quá khó tính nên mọi việc sẽ ổn hơn. Tuổi tỵ nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả năm tuổi mùi tuổi mùi may mắn được quý nhân nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn đặc biệt là nữ mệnh đừng ngủ quên trong bình yên bởi hung vận vẫn đang rình rập tuy nhiên nếu bạn cứ sống bình ổn không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn công việc thuận lợi đời này không cần công việc quá vẻ vang miễn bạn làm ăn lương thiện không lừa dối ai là được phù hộ cầu người không bằng cầu mình trông đợi người khác giúp đỡ thì khó miễn bạn cứ làm tốt việc của mình thì công việc sẽ đi lên buôn bán đắt hàng đừng nhờ vào ai hết tài chính tuần này lộc dồn về những ngày cuối tuần có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng tăng lương hoặc được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường tuy nhiên bạn nên hạn chế chi tiêu cho những món đồ đắt tiền lúc khỏe mạnh để dành tiền cho lúc ốm đau. Tình cảm thăng hoa, đặc biệt là nữ tuổi mùi, khéo cư xử nên hay được người khác để ý. Các bạn độc thân dễ có mối làm quen mới qua lời giới thiệu từ người quen nên cởi mờ đón nhận. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau không cần phải nói nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ mệnh, hộ thân giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong tuần 3 của tháng 2 âm lịch nhuận. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.